Xin chào các bạn, đây là bài số 5 trong loạt video hướng dẫn về và dùng AutoCAD 3D vẽ ra ngôi nhà. Trong bài 5 này mình hướng dẫn các bạn vẽ phào chỉ. Nếu các bạn xem từ bài 1 đến bài 4 thì các bạn vẽ được đến mái nhà rồi. Thì các bạn xem lại những bài bạn nào chưa xem từ bài 1 thì bạn xem nha, để mình vẽ được đến đây. Thì bài này chủ yếu mình hướng dẫn các bạn vẽ cái phào chỉ như thế này nè. Đó, thì làm sao mình vẽ được trong AutoCAD. Trong SketchUp thì bạn dùng lệnh Follow Me, còn trong AutoCAD thì vẽ như thế nào đây? Đây là cái bài tập, cái mô hình này mình đã dựng được tới cái bài số 4. Giờ để vẽ được cái phào chỉ thì trước tiên các bạn chọn chỗ này là cái view nhìn top, mình vẽ ra cái đường dẫn. Sau đó dùng lệnh squid thì nó sẽ ra. Rất là đơn giản như vậy. Phào chỉ có thể là trang trí xung quanh cả ngôi nhà, tức là một vòng khép kín hoặc là một đoạn nào đó. Ở đây mình cho nó chạy các vòng cái ngôi nhà luôn. Rồi thứ nhất mình vẽ cái phào chỉ ra thì khi vẽ đường dẫn các bạn dùng lệnh 3D Polyline để vẽ đường dẫn hoặc lệnh Polyline để vẽ ha. Ở đây mình dùng lệnh Polyline vẽ đường dẫn. Rồi xuất phát của mình ở đây. Rồi, xuất phát cái điểm nào thì bạn nhớ lát mình quay, bạn quay về để xuất phát. Chú ý mình đang để view nhìn top nha, để bạn không vẽ trên nhìn xuống. Rồi bạn vẽ cho nó chính xác. Bắt zoom to lên, này zoom cho to lên, bắt cho nó sát ngay góc. Khi quay về điểm xuất phát á, đây quay về điểm xuất phát thì bạn gõ center. Hồi nãy chúng ta xuất phát ngay chỗ này, à, xuất phát ngay đây, bạn gõ center luôn. Ok, nó đã khép kín rồi. Rồi bây giờ mình để lại cái chút view nhìn front và để lại khung dây. Các bạn vẽ cái mặt cắt của cái phào chỉ ra. Để vẽ mặt cắt phào chỉ các bạn dùng lệnh line hoặc là body line. Rồi mình thấy dùng lệnh line cũng được. Ngang, giả sử phào chỉ của mình ngang là 150. Rồi đi xuống, đi xuống 100, rồi mình đi vào 50, đi xuống 200, rồi đi vào 50, xuống 200 cái nữa, rồi đi vào 50, rồi mình quay về điểm xuất phát, gõ C Enter, để kết dính nó lại bằng gõ Z Enter. Rồi đây là mặt cắt ngang của phào chỉ ở vị trí này. Sau đó các bạn định vị phào chỉ này vào, đè giữ phím shift, giữ cái bánh xe, rồi di chuyển chuột để mình quay vào trong không gian. Các bạn thấy, rồi sau đó dùng lệnh M, Enter, Move, chọn cái mặt phẳng này nè, Enter. Chú ý mặt phẳng này phải khép kín nha. Bạn vẽ rời rạc phải di lại bạn mới sweep được. Nhiều bạn vẽ rời rạc đưa vào nó không có hiểu đâu. Tắt F8 đi, để các bạn đưa nó vào. Né cái góc ra. Bạn để ngay bên trong này khoảng nè, chỗ nào cũng được hết á, né góc ra. Rồi bây giờ các bạn bắt đầu mình dùng lệnh sweep để các bạn quét cho nó chạy xung quanh đây. Sweep là cái lệnh tạo khối, nó nằm bên trong cái tab home này, nó đây nè. Lệnh này nó dùng để tạo khối cho một cái mặt phẳng đi theo cái đường dẫn. Đường dẫn có thể là một đoạn thẳng, cung tròn, đoạn cong. Trong trường hợp này là một cái tập hợp các cái đoạn thẳng. Rồi mình chọn cái mặt phẳng trước, yêu cầu mình chọn mặt phẳng trước. Chọn xong rồi gõ Enter một cái. Rồi tiếp theo bạn chọn đường dẫn. Như vậy là nó đã sweep cho chúng ta rồi. Vì còn lại là mình có thể đổi màu để các bạn xem. Nè, bạn xem nè, con sẽ tô nè, bạn thấy chưa? Cái chỉ chúng ta xong rồi nè. Rồi chỉ trên đã xong. Giờ mình vẽ chỉ dưới cũng tương tự. Trước hết thì các bạn vẽ đường dẫn ra thì dùng lệnh Polyline. Dùng lệnh 3D Polyline mình vẽ đường dẫn ra thì nhìn đây nó sẽ rối quá. Thì các bạn có thể ẩn hết tất cả đi. Bạn chừa lại có cái sàn, cái phần trên, cái phần mà các bạn cần vẽ cái đường dẫn thôi. Để cho nó đỡ rối nè. Đây, mình ẩn hết đi nè. Rồi, vào chức năng Hide Object nè. Rồi, nó đỡ rối ha. Sau đó, các bạn vẽ đường dẫn ra trên theo cái mép này, theo cái mép của cái sàn nè. Thì cũng dùng lệnh, để bên này, đây là để lại top. Ẩn cái mặt bằng két đi luôn đi, cho đỡ rối nè. Ẩn cái bằng két đi. Chọn cái chức năng chỗ này là Hide. Rồi dùng lệnh Polyline PL. Rồi xuất phát ngay góc này. Đi qua đến đây. Rồi ra nè. À nó do mình đang để chỗ này là cái view nhìn front. Bạn chú ý nha. Chỗ này phải view nhìn top mới được. Này bạn chỉnh là view nhìn trong không top chỗ này đi. Rồi chọn là view nhìn trong không gian. Rồi, sau đó bạn dùng lệnh 3D Polyline, BL thôi, lệnh Polyline thôi.
Rồi xuất phát điểm nào cũng được thì các bạn. Rồi lít. Bạn đã vẽ view nhìn top thì bạn thấy top, còn để friend bạn vẽ không bắt điểm không có được. Bạn rê bạn bắt điểm không được, bạn biết bạn chọn không có đúng cái mặt khi vẽ đó. Cái này là mình đang vẽ top. Rồi bắt sát vô nè. Rồi đến đây. Rồi ra đây. Quay về điểm xuất phát, gõ C Enter nè. Rồi như vậy là cái đường dẫn của chúng ta đã xong. Bây giờ mình để như thế này luôn, mình vẽ cái mặt cắt ra, mình vẽ cái phào chỉ ra đây luôn. Để lại friend để vẽ cái phào chỉ. Cho nó thẳng góc, dễ vẽ. Rồi để lại khung dây. Rồi dùng lệnh line vẽ. Ta sẽ ra F8, ra 150, xuống 100, vào 50, xuống 200, vào 50, rồi xuống 100, vào 50, quay về điểm xuất phát, gõ C Enter, kết dính cái này lại bằng cách chọn nó, gõ Z Enter, xong nó đã dính rồi. Bây giờ chúng cũng tương tự các bạn chuyển vào trong không gian, nhập lệnh M, Move nó, điểm đặt ở đây nè, bắt vào trên cái đường dẫn chúng ta nằm đây nè, đây đường dẫn nè, mình chưa các bạn, bắt nó vào ngay đường dẫn. Xong rồi nó ngay rồi. Giờ bằng script nó. Nhập lệnh script. Chọn mặt phẳng. Enter. Chọn đường dẫn. Rồi xong. Chúng ta đã xong được cái phào chỉ rồi. Giờ bạn bật nó lại nè. Nó ok ha. Các bạn có thể đổi nó qua cái màu khác. Cho nó khác cái màu nền đi. Mình gõ B chọn nó. Gõ B R Enter. Đổi màu ở đây. Rồi đổi màu. Rồi mình bật tất cả. Cho nó hiện lên tất cả nó lại. Bấm vào đây. End Object Isolation. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái việc vẽ phào chỉ. Bạn chú ý không phải phào chỉ lúc nào nó cũng đi hết cả ngôi nhà. Trong trường hợp các bạn vẽ trang trí đoạn nào đó thôi thì các bạn chỉ cần vẽ một đoạn nó thôi nha. Còn hiện tại mình đang cho nó đi hết giáp dòng cái ngôi nhà luôn. Là cách vẽ nó như vậy. Rồi video này Thượng Lê xin kết thúc tại đây. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong những bài khác.